Chuyên mục khuyến nông xin chào bà con nông dân và các bạn. Nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra trên diện rộng và kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Mục nông dân cần biết hôm nay, chúng tôi xin khuyến cáo một số biện pháp chống nóng cho cây trồng vật nuôi. Tiếp đó, mục kiến thức nhà nông sẽ giúp bà con tìm hiểu về chăm sóc dưa lê trồng trong nhà màng trong điều kiện nắng nóng gay gắt, chống hiện tượng nứt quả. Mời bà con quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để phòng chống nóng cho gia súc gia cầm vào mùa hè và hạn chế những thiệt hại do nắng nóng gây ra, bà con chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp sau. Về chuồng trại, cần phải đảm bảo mái che chống được nắng và nóng cho gia súc gia cầm. Chuồng nuôi thì phải có mái che, đảm bảo là che chắn được ánh nắng chiếu trực tiếp vào chuồng cũng như là đàn vật nuôi. Đối với chuồng nuôi mà có mái lợp bằng bờ rô xi măng, bằng tôn, thì chúng ta phải thực hiện tốt cái biện pháp là tưới phun sương ở trên mái chuồng. Trong chuồng nuôi thì chúng ta nên thực hiện cái biện pháp phun sương ở trong chuồng nuôi, lắp đặt cái quạt thông gió hoặc là quạt gió trực tiếp ở trong chuồng để chúng ta đảo không khí, tạo không khí thông thoáng cho chuồng nuôi. Đối với nền chuồng, đảm bảo luôn khô ráo, không được để phân và nước tiểu đọng lại trong chuồng nuôi. Đối với các trang trại chăn nuôi tập trung ấy, thì ngoài các cái biện pháp trên thì trong chuồng nuôi ấy, trên trần thì chúng ta nên lắp bạt hoặc trần xốp để chúng ta tạo cái lớp cách nhiệt cho khu vực chuồng nuôi. Và trước mỗi đầu chuồng nuôi thì chúng ta lắp đặt cái dàn lạnh để đảm bảo là cung cấp cái nguồn hơi nước, nguồn nhiệt mát để đảm bảo lưu thông trong chuồng nuôi. Mật độ nuôi cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp với mùa hè nắng nóng, theo hướng giảm bớt số lượng gia súc gia cầm, đảm bảo thông thoáng. Mật độ khuyến cáo ấy, đối với lợn, nái thì 3-4 mét vuông trên con. Đối với lợn thịt thì chúng ta duy trì 1,5-2 mét vuông trên con. Đối với gà thịt thì chúng ta duy trì ở mật độ khoảng 8-10 con trên 1 mét vuông. Thì điều này đặc biệt lưu ý là đối với các trang trại, các gia trại mà chăn nuôi lớn, chăn nuôi tập trung thì chúng ta phải thực hiện tốt các biện pháp giãn cách cái mật độ nuôi so với trước đây. Về chế độ ăn uống, cần đảm bảo đầy đủ thức ăn, nước uống, điều chỉnh thời điểm cho ăn để hạn chế nắng nóng. Vào mùa hè thì chúng ta nên cung cấp các loại thức ăn giàu đạm, ưu tiên các loại thức ăn giàu đạm. Thứ hai nữa là ưu tiên cung cấp thêm các loại thức ăn là rau xanh để nó tăng cường cái khả năng giải nhiệt. Thời gian cho ăn ấy thì chúng ta nên thay đổi giờ cho ăn bằng cách là nên tăng cường cho ăn vào lúc sáng sớm và chiều mát, tuyệt đối không nên cho ăn vào buổi trưa. Có thể là tăng cường chúng ta cho ăn vào ban đêm lúc là trời mát. Ngoài thức ăn thì chúng ta đặc biệt lưu ý là phải luôn luôn cung cấp cái đầy đủ cái nguồn nước sạch và mát cho đàn gia súc gia cầm uống. Trong quá trình mà chúng ta cho ăn uống lại thì chúng ta nên bổ sung thêm các cái loại chất điện giải để tăng cường cái khả năng giải nhiệt cho cái cơ thể con vật. Đối với những cái đàn gia súc gia cầm mà nó giảm khả năng thu nhận thức ăn ấy thì chúng ta có thể nên bổ sung thêm các đường glucose để tăng cường năng lượng để giúp cho con vật nó duy trì sức khỏe. Và đặc biệt là chúng ta có thể là bổ sung thêm cái men tiêu hóa để kích thích tính thèm ăn của con vật, để giúp con vật tiêu hóa tốt hơn. Để cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho gia súc gia cầm uống, tốt nhất chúng ta nên lắp các máng uống tự động để đảm bảo cho gia súc gia cầm luôn có nước để uống. Với những trang trại ở miền núi nên tận dụng triệt để nguồn nước từ khe suối để dẫn về trang trại, tạo các máng uống xung quanh chuồng, liên tục cung cấp nước sạch và xả thải nước cũ. Không nên sử dụng máng uống nước tù, tránh hiện tượng thức ăn thừa ôi thiêu gây ô nhiễm nguồn nước uống. Với đàn gia súc chăn thả tự do, cần điều chỉnh thời gian chăn thả, tránh thời điểm nắng nóng, đặc biệt là châu bò của đồng bào vùng trung du miền núi. Đối với đàn châu bò thì chúng ta lưu ý là chỉ thực hiện biện pháp là chăn thả vào lúc sáng sớm và chiều mát. Có nghĩa là chúng ta hạn chế tối đa việc chăn thả sau 9 giờ sáng và trước 3 giờ chiều. Chúng ta nên thực hiện thường xuyên việc tắm rửa cho đàn vật nuôi. Thì việc tắm rửa thì chúng ta nên thực hiện vào lúc sáng sớm và chiều mát, không nên tắm rửa buổi trưa. Về công tác vệ sinh phòng bệnh, cần đẩy mạnh vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng cho gia súc gia cầm. Hàng ngày phải tiến hành dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, dọn phân và nước tiểu, không để phân nước tiểu là đọng lại chuồng nuôi. Thứ hai nữa, chúng ta phải định kỳ dùng thuốc sát trùng, thuốc tiêu độc để tiêu độc sát trùng cái chuồng trại, để hạn chế tối đa các cái loại
mầm bệnh sinh sôi phát triển và lây lan gây bệnh. Để đảm bảo cái an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi thì chúng ta phải thực hiện tốt cái biện pháp tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm. Như vậy, làm tốt công tác chống nóng cho gia súc gia cầm không chỉ giúp bà con duy trì được sự tăng trưởng của đàn vật nuôi mà còn góp phần tránh rủi ro tổn thất về dịch bệnh xảy ra trong mùa hè. Dân gian có câu, nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. Các loại dưa như dưa hấu, dưa lê thích hợp với nền nhiệt độ cao. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ do nắng nóng quá cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự sinh trưởng, phát triển của dưa, đặc biệt là dưa trồng trong nhà màng. Trong cái thời điểm mà nắng nóng lên đến 40 độ, thì chúng ta phải chăm sóc cái cây dưa ở cái giai đoạn sinh trưởng, là phải cái bộ lá nó phải khỏe. Để cho đến cái lúc mà không may gặp những cái thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng như cái đợt vừa rồi á, thì các cái lượng nước dự trữ ở trong thân và lá để nó đảm bảo là nó quang hợp và nó chống chọi lại được với lại cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Còn nếu như chúng ta chăm sóc mà nó không tốt, để bộ lá cây dưa nó không khỏe, thân nó không khỏe, thì khi gặp cái điều kiện thời tiết nắng nóng thì cây dưa không thể chống chịu nổi. Và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng của quả. Một vấn đề đặt ra đối với người trồng dưa lê đó là điều chỉnh lượng nước tưới trong những ngày nắng nóng hợp lý để tránh hiện tượng nứt quả. Chúng ta tưới cái dây tưới á, thì khoảng cách nhỏ giọt là nó 30 phân. Thế thì những cái cây nào mà nó gần sát với lại cái chỗ mà nước nhỏ giọt xuống á, thì là những cái cây đấy nó lấy cái lượng nước là nhiều nhất. Trong cái điều kiện mà thời tiết nó nắng nóng á, thì cây nó cần rất là nhiều nước, và những cái khi mà chúng tôi tưới á, một ngày chúng tôi tưới có thể thậm chí lên đến 4 lần. Cây đấy á, là những cái cây mà nó kéo nước lên thân là nhiều nhất và nhanh nhất. Chính vì thế cho nên là nó xảy ra hiện tượng là nó bị nứt quả. Thế còn đúng về quy trình mà chăm sóc á, thì nó sẽ không có hiện tượng đó. Nó không có hiện tượng, nhưng khi mà cái nhiệt độ trong ngày, giữa ngày và đêm tăng lên khoảng từ 37 cho đến 42 độ ở trong nhà màng, thì cái hiện tượng nứt là rất dễ xảy ra. Khi chúng mà trồng ở đất ấy, thì nó còn ít. Nếu trồng trên giá thể thì cái hiện tượng đó còn bị hơn rất nhiều, thậm chí là còn bị rơi cuống và nứt quả. Đấy là hiện tượng mà nó thường xuyên có thể là bị ở trên giá thể khi gặp điều kiện thời tiết khác. Xu thế trồng dưa lê trong nhà lưới với công nghệ hiện đại ngày càng được mở rộng, bởi đây là phương thức canh tác mới, có thể bảo vệ cây trồng, chủ động được thời vụ, tránh được những rủi ro bất lợi về thời tiết, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giảm công lao động. Tuy nhiên, kỹ thuật trồng dưa lê trong nhà màng thường ngặt nghèo hơn trồng ngoài đồng. Đặc biệt, trong điều kiện nắng nóng gay gắt thì nhiệt độ trong nhà màng bao giờ cũng cao hơn bên ngoài, bởi vậy việc chăm sóc, hạn chế tác động tiêu cực của nắng nóng đối với dưa trồng trong nhà màng là điều rất cần thiết. Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi và khi cập cảng, chủ tàu cá cần thông báo trước ít nhất 1 giờ. Ra khơi, mang theo đầy đủ các giấy tờ, nắm rõ các quy định về đánh bắt hợp pháp, không được rời cảng khi không bảo đảm điều kiện an toàn, thiếu thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ, cập cảng. Chỉ cập cảng tại các cảng cá chỉ định, nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác, chấp hành việc kiểm tra theo quy định, cung cấp đúng, đầy đủ thông tin về nguyên liệu và nguồn gốc khai thác cho chủ hàng. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững. Chuyên mục khuyến nông hôm nay xin để tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu thông tin giải đáp xin gửi về Phòng Thông tin Tuyên truyền và Đào tạo Trung tâm Khuyến nông, số 23 Phan Bội Châu, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 02373 712050. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.